tôi chúc mừng và gửi những lời chúc tốt đẹp và xin chúc thầy Minh Long có một sinh nhật thật vui vẻ và chúc mãi mãi bên người thân yêu của mình và luôn thành công trong cuộc sống. Và chúng ta chào tới đây sẽ rất to và chúng ta cùng chúc mừng các thầy Minh Long. One of those words I have.
Bye.
Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi rất nhiều.